Hoa hậu Phương Nga đi chơi gặp Noo Phước Thịnh về phán một câu nghe đơ người. Dòng nhận xét của hậu Phương Nga về Noo Phước Thịnh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng. Sau gần 2 năm được tại ngoại vì liên quan đến vụ án tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, cuộc sống của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga diễn ra khá bình lặng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người đẹp vẫn cập nhật tình hình hiện tại của mình lên trang cá nhân để chia sẻ với người hâm mộ. Mới đây, hoa hậu Phương Nga đăng tải hình ảnh vô tình bắt gặp Noo Phước Thịnh đang biểu diễn tại một trung tâm thương mại và dành những lời nhận xét có cánh cho nam ca sĩ. Noo Phước Thịnh đã có buổi biểu diễn tại một trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng lúc này, hoa hậu Phương Nga cũng có mặt ở đây. Trên sân khấu, Noo Phước Thịnh biểu diễn những bản hit và vũ đạo cuốn hút đầy sức sống. Còn dưới phần bình luận, hoa hậu Phương Nga và cô bạn thân Thùy Dung như muốn vỡ òa trước những màn biểu diễn của nam ca sĩ. Phương Ly cũng tham dự biểu diễn cùng Noo Phước Thịnh. Sau khi xem màn trình diễn của cả hai ca sĩ nổi tiếng, hoa hậu Phương Nga đã dành những lời có cánh cho cả hai. Hoa hậu Phương Nga chia sẻ gặp gỡ đầy bất ngờ của mình với Noo Phước Thịnh và Phương Ly. Từ ngày về tới giờ, hai đứa mình mới đi xem ca nhạc. Hôm nay tình cờ qua Aeon đi siêu thị thì gặp Phương Ly và Noo Phước Thịnh biểu diễn nên tụi mình ghé lại xem luôn. Hai bạn này hát live rất hay, phải ngồi trước cả tiếng giữ chỗ mới được ngồi hàng đầu đó mọi người. Mình yêu cuộc sống bình yên và vui vẻ như bây giờ. Hình ảnh Phương Nga cùng cô bạn thân ngồi hát theo Noo Phước Thịnh phía dưới sân khấu khiến khán giả vô cùng thích thú. Sau tại ngoại, cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga khá kín tiếng. Thời gian rảnh, Phương Nga dành thời gian đi chùa và đọc sách ở nhà. Cô cho biết đã sẵn sàng trở lại showbiz nếu nhận được lời mời phù hợp. Sau hơn 4 năm, vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã chính thức khép lại sau quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan chức năng vừa qua. Tuy chưa cầm trên tay quyết định chính thức, nhưng với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thì nỗi lo về vụ án gần như đã không còn nữa. Hé lộ lời khai của nghi phạm vụ thảm án ba người, xem phim nhạy cảm bị nạn nhân phàn nàn nên ôm hận. Trong những lần uống cà phê, Luận thường xem phim đen trên điện thoại di động bị Nhi tình cờ phát hiện phàn nàn và có thái độ đuổi Luận về. Chưa đầy một ngày tích cực điều tra làm rõ vụ thảm án làm ba người chết ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Rạng sáng ngày 25 tháng 4, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Trọng Luận, 34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại cơ quan công an, Luận khai nhận toàn bộ hành vi giết ba người là bà Cúc, Ngân và Nhi. Theo đó, Luận vốn là đối tượng nghiện cờ bạc, thường lâm vào cảnh bần cùng nợ nần, là hàng xóm của bà Cúc. Hàng ngày, Luận hay sang nhà bà để uống cà phê. Trong những lần uống cà phê, Luận thường xem phim đen trên điện thoại di động, bị Nhi tình cờ phát hiện phàn nàn và có thái độ đuổi Luận về. Qua cách nói chuyện của Nhi, Luận suy ra rằng Nhi khinh thường nên ôm hận từ đó. Ngày 23 tháng 4, Luận nảy sinh ý định tự vẫn sau khi đánh bạc thua. Lúc này, Luận nhớ đến chị Nhi nên quyết định trả thù. Cụ thể, rạng sáng ngày 24 tháng 4, Luận chuẩn bị hung khí gây án là 3 con dao, 1 cây mã tấu, rồi cậy máy tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Bà Cúc sống cùng con gái là Nhi. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi, cháu Ngân. Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một vải đất trống nhà, xa khoảng 100m, sau đó quay về nhà uống thuốc tự vẫn nhưng không chết. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ công tác phá án. Đến đầu giờ chiều 24 tháng 4, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự thuộc Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ thảm án nghiêm trọng trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan và điều tra làm rõ vụ việc. Bị Trần Lực chê thẳng khi làm MC đám cưới, Thảo Vân tổn thương vô cùng, Thành Trung bực gắt. MC Thành Trung bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân khi bị Trần Lực nhận xét, thớ lợ giả dối. Tối 24 tháng 4, đám cưới lần 3 của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và vợ 9X diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Buổi tiệc có sự tham dự đông đảo giới nghệ sĩ thân thiết. Bộ đôi MC Thành Trung Thảo Vân được chú rể Trung Hiếu nhờ cậy đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Sau khi đám cưới kết thúc, đạo diễn Trần Lực đã có nhận xét về cặp đôi MC. Hình như MC truyền hình không hợp lắm với MC đám cưới, nghe cứ thớ lợ giả dối thế nào ấy, bởi anh chị ấy nói y như làm MC trên truyền hình. Chia sẻ trên trang cá nhân của đạo diễn được nhiều cư dân mạng chú ý.
chia sẻ của Trần Luật trên trang cá nhân. Trước những nhận xét của đạo diễn đàn anh, mới đây MC Thành Trung đăng đàn phản pháo trên trang cá nhân. Hôm qua cưới đại gia Lý Thông của tôi, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, từ Sài Gòn bay ra định chỉ để chúc mừng cho ông anh thôi. Nhưng ông anh gọi điện bảo, thôi làm chủ hôn với chị Thảo Vân cho anh nhé. Tất nhiên là mình không thể từ chối. Hai chị em hăm hở nghe từng câu từng chữ về ý tưởng cưới của chú rể sát giờ làm lễ. Và sau đó mọi việc diễn ra đúng như cô dâu chú rể mong muốn. Nhưng đến sáng nay thì mình với chị Thảo Vân lại biết được chuyện cả hai chị em không mong muốn. Vì có một ông anh trong nghề không hài lòng về hai chị em khi làm MC hôm qua. Làm nghệ thuật là làm dâu trong họ, khó ai có thể làm hài lòng tất cả, chắc anh ấy cũng biết. Và nếu thực sự hai chị em có vấn đề gì, thì anh ấy nên gọi riêng hoặc nhắn tin trực tiếp với các em trong nghề của mình, chứ ai lại lên Facebook nhận xét theo ý kiến của riêng mình như vậy nơi công cộng. Mình thì không sao cả vì quen với công việc yêu ghét của khán giả, cũng như không quá thân thiết với anh ấy. Nhưng bà chị Thảo Vân thì có lẽ chưa quen với việc ấy và hơi buồn. Buồn vì tình cảm sự nhiệt tình với người thân không được đánh giá đúng mực. Và buồn hơn, đánh giá đó là một người anh cũng được coi là quen biết. Mình nói với bà chị, mai chê cứ trách chị ơi, quan trọng gia chủ không chê trách mình là được. Mỗi người thể hiện cách yêu thương và trách nhiệm khác nhau. Có người thì tước mồ hôi vì đón khách, tiếp khách. Người thì lo trang trí, người thì đến rất sớm để chung vui. Có người mong bước lên sân khấu để nói những lời chúc. Người đi đủ đám cưới ba nơi và cũng có người đến để nghe xem, dự tiệc và nhận xét. Thôi thì yêu ghét, thích hay không thích là chuyện thường tình trong cuộc sống này mà. Mình đừng làm điều gì sai với ai là được, chị ơi vui lên nhé. Thành Trung chia sẻ trên Facebook. Phía dưới phần bình luận, Thảo Vân chạnh lòng viết, chưa hết sốc, giá như anh ấy có thể chê kiểu khác sẽ thấy đỡ đau lòng hơn. Chị có thể giận không hay, nhưng tuyệt đối không giả dối và thớ lợ. Anh ấy nhận xét nặng nề quá khiến chị rất buồn, MC Thảo Vân viết. Đi nước ngoài mua hàng hiệu như đi buôn, BB Trần gặp cái kết đắng ở phút chót. Đi lưu diễn cùng khá nhiều đồng nghiệp, tuy nhiên đến hôm nay, mỗi mình nam diễn viên bị lưu lạc tại một mình ở Úc. Dù rằng đang cầu đuôi ước thấy, nhưng BB Trần vẫn đang rất đau đầu vì sự cố mà anh gặp phải ở nước ngoài. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên hài BB Trần vừa đăng tải dòng trạng thái than thở. Giờ chẳng khác gì kangaroo lang thang khắp Melbourne. Một ngày mà quá nhiều chuyện xui ập tới cùng một lúc, nào là mất tiền, nào là bắt bó ước không được về, nào là lịch diễn sân khấu, lịch quay phim, làm ảnh hưởng đến nhiều người, làm mọi người phải lo lắng nữa chứ. Giờ phải chờ tới ngày mai để giải quyết vấn đề, cảm giác muốn nín thở, nhật ký cô bé đô con lưu lạc tại Đức Úc. Gương mặt ủ rũ của anh khi gặp các sự cố đáng tiếc tại nước ngoài, chính điều này đã làm liên lụy đến rất nhiều công việc, theo lịch trình từ trước của BB Trần tại Việt Nam. Trước đó anh cũng than thở, khi vừa nói ao ước được ở lại Úc, hưởng thụ không khí trong lành, nào ngờ cũng được kéo dài thời gian xứ người, nhưng lý do vì hộ chiếu gặp vấn đề. Có lẽ lúc này anh không biết nên khóc ròng hay nên cười, các đồng nghiệp cũng khá hoang mang khi thấy người em mình vướng phải sự cố. Pha Lê giải quyết sao rồi em? Dạ cũng tạm ổn rồi chị, đang chờ người ta làm lại passport cho em. Tiến Luật: Haha, cần giúp gì cứ báo nhen, tôi có người lo được. Nam Thư: Trời ơi, rồi giờ sao? Cũng trong chuyến lưu diễn này, Hải Triều và BB Trần có dịp mua sắm cực hoành tráng. Nhìn xe đẩy chứa đầy hàng hiệu khiến mọi người cứ nghĩ họ đang làm con buôn. Dù tậu được nhiều món đồ nhưng BB Trần không quên than vãn. Tôi đã không làm chủ được mình, tan nát hết rồi mấy tháng lương. Ngoài biểu diễn phục vụ khán giả thì việc đi mua sắm là một trong những điều mà luôn chiếm được thời gian của các nghệ sĩ khi đi sang nước ngoài. Đến hiện tại thì có lẽ nam nghệ sĩ đã thôi hết mong muốn được nán lại Úc lâu hơn. Mà ao ước được sớm trở về quê nhà tiếp tục các lịch trình để không ảnh hưởng đến cả đoàn. Hy vọng BB Trần sẽ sớm được cấp đầy đủ giấy tờ để nhanh chóng về lại Việt Nam. Tan chảy trước loạt biểu cảm cực đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà nam diễn viên Kính Vạn Hoa. Kể từ khi cậu con trai này xuất hiện thì nam diễn viên cũng trở thành một ông bố mỉm sữa thực thụ, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Được biết con trai cưng vừa tròn 6 tháng tuổi và đây là mối quan tâm lớn nhất của hai vợ chồng Ngọc Trai thời điểm hiện tại. Mới đây nhất, nam diễn viên bộ phim truyền hình cực hot Kính Vạn Hoa vừa khoe loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của con trai đầu lòng trong chuyến du lịch cùng ba mẹ.
Theo đó, tranh thủ trong những ngày không bận với công việc, Ngọc Trai đã đưa cả tổ ấm cùng đi chơi tại thành phố biển Đà Nẵng. Đây cũng là dịp mà anh cho thiên thần nhí nhà mình đi bơi, thoát khỏi không khí nắng nóng ở Sài Thành. Cậu bé được ba mẹ đặt cho tên gọi thân mật là Búp. Trộm vía, Búp sở hữu đôi mắt tròn xoe, gương mặt bụ bẫm và luôn tươi rói. Con trai nhà nam diễn viên thay đổi sắc thái liên tiếp khi được ba mẹ chụp ảnh kỷ niệm tại khách sạn mà cả tổ ấm đang nghỉ dưỡng. Nhìn những khoảnh khắc này của Búp, ai cũng suýt xoa vì độ đáng yêu. Chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng con trai nam diễn viên nhận được khá nhiều lời mời từ các nhãn hàng quảng cáo. Tuy nhiên, Ngọc Trai luôn từ chối vì không muốn mang cục vàng của mình liên quan đến các công việc nghệ thuật để cực như ba. Sau khi thành viên nhí này chào đời, cuộc sống của vợ chồng Ngọc Trai hoàn toàn thay đổi. Anh cũng cảm nhận mình trưởng thành hơn, luôn cố gắng để trở thành một người cha chững chạc, lo lắng được đầy đủ cho con mình. Anh có thể thức từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho Búp từ việc pha sữa, giặt đồ, chơi với bé. Ngọc Trai cũng không còn ham chơi đi khuya như trước đây. Dù việc chăm con khá cực, nhưng Ngọc Trai cảm thấy vui và yên tâm khi tự tay mình làm mọi thứ cho con trai cưng. Ít ai nghĩ rằng nam thanh niên năng động này đã trở thành ông bố bỉm sữa khéo léo như thế. Cùng chúc cho tổ ấm của Ngọc Trai luôn hạnh phúc và bé Búp sẽ mau ăn chóng lớn, bình yên bên bố mẹ.